Được thành lập năm 2013, M Group là tập đoàn đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản có trụ sở đặt tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài hoạt động kinh doanh chính là bất động sản, tập đoàn còn thành lập nhiều công ty con tham gia các hoạt động kinh doanh khác như đầu tư, nghiên cứu, phát triển, gia công phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ truyền thông, tiếp thị bất động sản, kết nối và chăm sóc khách hàng, quản trị doanh nghiệp. M Group đạt mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Logo tập đoàn được lấy cảm hứng từ sự thay đổi của trái đất sau vụ va chạm với thiên thạch từ hàng chục triệu năm trước. Dưới sự tác động đó, trái đất đã tái sinh một hệ sinh thái tốt đẹp hơn cho những dạng thức mới xuất hiện. Em Group ra đời với sứ mạng thay đổi, tạo ra một cuộc sống mới tốt đẹp, nhân văn. Logo hình tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo, phát triển liền mạch, không có sự phân chia hay tách biệt. Hình tròn còn thể hiện sự vận động của một thị trường thống nhất và toàn cầu. Chữ M là ký tự đầu trong chữ Master thể hiện mỗi con người của tập đoàn Em Group có trí tuệ và chuyên môn cao, màu đỏ thể hiện nhiệt huyết, bản lĩnh, lòng dũng cảm của những con người Em Group có tư duy sáng tạo, tầm nhìn lớn, trên dưới đồng lòng vì mục tiêu chung. Logo Em Group với một chữ, một nét, một mặt phẳng, đường nét đơn giản tạo nên hình ảnh khác biệt, dễ nhận diện. Tập đoàn Em Group kiến tạo đô thị nhân văn, quy hoạch đồng bộ, công trình trường tồn, cộng đồng văn minh.